Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cây thần xạ điều trị u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Cây thần xạ được biết đến là một vị thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị 5 loại ung thư ác tính. Ngoài ra, cây này còn giúp bảo vệ và tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan cổ trướng, giúp ăn ngon ngủ tốt. Cây thần xạ được biết đến với cái tên cây thuốc mọi 6 tam phân, có tên khoa học là Paraminia trimera, cây thuộc họ cam. Cây thần xạ, cây thuốc mọi, thuộc loại thân gỗ nhỏ dạng dây leo, có vỏ ngoài màu nâu vàng, thân dài 5m và có đường kính 8-12cm. Thân và cành đều được phủ nhiều gai nhọn, lá đơn có mép cong xuống dưới hình thuôn hẹp, có phiến dày, mặt trên có màu xanh đậm, còn mặt dưới nhạt hơn. Phần gỗ của thân màu vàng hơi cứng, còn phần gỗ ở rễ thì có màu đậm hơn. Ở rễ chứa nhiều tinh dầu, có mùi thơm dịu và cây rất ít khi ra hoa. Cây thần xạ phân bố chủ yếu ở khu vực Nam Trung Bộ, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận. Ngoài ra, loại cây này còn mọc nhiều ở Campuchia. Cây có khả năng tái sinh tự nhiên bằng chồi từ rễ. Rễ được coi là một vị thuốc quan trọng để hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư. Cây được thu hái quanh năm, nhưng để đạt chất lượng cao thì ta nên thu hái vào mùa khô. Sau khi đào toàn bộ cây, cả gốc và rễ thì đem chặt bỏ cành, chỉ lấy rễ về rồi rửa sạch, thái mỏng, phơi khô làm thuốc dùng dần. Nghiên cứu từ các nhà khoa học hiện nay cho thấy trong rễ 6 tam phân có chứa flavonoid, saponin alkaloid, chủ yếu là coumarin và triterpenoid. Theo đông y, 6 tam phân có vị hơi đắng và vị ngọt, tính bình hơi mát, có mùi thơm dễ chịu và không có độc. Công dụng của cây thần xạ có tác dụng bồi bổ sức khỏe, kích thích ăn uống, tăng cường chức năng tiêu hóa, hỗ trợ điều trị ung thư, bệnh xơ gan và viêm gan B, làm tăng cường chức năng gan, bảo vệ tế bào gan, hỗ trợ điều trị ung thư gan, u đại tràng, ung thư vú, điều trị u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Một số cách dùng để sắc uống: lấy khoảng 80-90g rễ cây thần xạ khô, đem sao vàng hạ thổ, sau đó mang đi sắc với 1,5 lít nước đến cạn còn 1 lít. Đem chia làm nhiều lần uống trong ngày, nếu tiết kiệm thì có thể dùng hết nước thứ nhất thì sắc nước thứ hai với khoảng 700ml nước. Khi dùng thuốc qua đêm thì phải mở vung hoặc ủ trong bình giữ nhiệt để tránh ôi thiêu. Dùng để ngâm rượu và bồi bổ cho sức khỏe. Cần có 1kg rễ cây thần xạ thái mỏng phơi khô cùng với 3 lít rượu, sau đó đem rễ 6 tam phân đi sau vàng hạ thổ. Tiếp theo, đem ngâm với 3 lít rượu trắng khoảng 40 độ trong 1 tháng. Mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần uống khoảng 1 ly nhỏ trong mỗi bữa ăn. Rượu có màu vàng tươi, mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng là rượu đạt chuẩn. Lưu ý khi dùng dược liệu, khi dùng có thể gây ra một số tác dụng phụ như đau bụng, đi ngoài phân lỏng, đau đầu. Tuy nhiên, các triệu chứng này sẽ hết và sức khỏe dần hồi phục sau một tuần sử dụng. Do đó, khi mới dùng dược liệu lần đầu thì bệnh nhân chỉ nên sử dụng một nửa liều lượng đã ghi trong hướng dẫn để cơ thể có thời gian thích ứng dần với thuốc và tránh tác dụng phụ không mong muốn. Để mua cây thần xạ hay 6 tam phân, các bạn có thể liên hệ đến công ty Thảo Dược Nguyễn Trân tại số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906852188. Cuối cùng, các bạn có thể để lại câu hỏi thắc mắc kèm theo số điện thoại bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trân Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906852188.